Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, bản mót từ ngàn xưa đã có truyền thuyết về vị thần cóc được tôn xưng là một vị thần. Với giao ước hàng năm là dân bản mót phải làm tế lễ đầy đủ thì mùa màng mới bội thu và dân làng mới được yên ổn sinh sống. Nhưng bỗng một ngày nọ thì vị thầy mo trong lần tế lễ đã thốt ra lời nói trước khi chết. Thần cóc trở lại. Xin được giới thiệu tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Phạm Điều Thiên của tác giả Khả Hân. Hy vọng quý anh chị em sẽ có những giây phút thực sự thoải mái đối với dị truyện này. Hẹp chuyện ma, xin trân trọng giới thiệu. Trân trọng cảm ơn. Cái lạnh vùng cao đang ùa về trên từng ngõ ngách của bản làng mót thậm chí có hôm tuyết còn rơi phủ trắng cả vạt rừng phía đầu con dốc đi vào trong núi mùa này thì chẳng ai làm lụng gì được trâu bò gà vịt rét quá mà chết sạch rau dưa vừa trồng xuống chưa kịp tới mùa thu hoạch thì đã bị xương giá làm cho hư hại hết ngồi trong cái lán nhỏ bên nương bà giàng liên tục thở than ôi năm nay trời không cho người ta làm ăn sao chắc chết đói mất thôi vừa dứt câu thì từ phía trước mặt có bóng người bước tới. Đó không ai khác chính là Liễu, đứa cháu gái của bà. Cô năm nay 23 tuổi, vốn sống ở dưới thị xã cùng bố mẹ. Nhưng do gặp phải cái chuyện không được may mắn, nên cô đã chọn cách về quê ở với bà Giàng để cho đầu óc được thoải mái trở lại. Tới nơi, cô gọi rõ to vào bên trong lán. Nội ơi! Bà nội ơi! Về ăn cơm thôi, con nấu cơm xong rồi ạ, à? nghe tiếng gọi của liễu bà giang gật gù từ từ leo xuống cái cầu thang bằng tre ban nở một nụ cười hiền từ nhìn cô rồi cả hai trở về bàn trên đường đi hai bà cháu nói nhiều chuyện với nhau lắm nhưng chủ yếu đều xoay quanh cái câu chuyện là vì sao liễu lại về đây thường thì những lần trước cô chỉ ở cùng lắm là ba bốn ngày mà thôi nhưng tới hiện tại thì đã hơn nửa tháng nay rồi. Liễu cũng không hề nói khi nào mình đi. Nghe câu hỏi của bà nội, đầu của Liễu lại bất chợt hiện về những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cách đây một năm, cô có quen một chàng thanh niên, cậu này rất đẹp trai, cộng thêm nhiều tài lẻ, gia cảnh cũng hết sức ổn định. Khỏi phải nói, khi hai người công khai lên thì được rất nhiều người ủng hộ. Trông hai người thực sự là rất đẹp đôi, thậm chí Liễu còn nghĩ đến việc cưới xin giữa hai bên. Ấy vậy mà đúng vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, cô bất ngờ phát hiện ra sự thực rằng bấy lâu nay mình đã bị lừa dối. Chàng trai kia bắt cá hai tay, quen ba bốn người cùng một lúc. Đã vậy, cô gái trong số đó còn mang thai nữa. Liễu chọn cách chia tay trong êm đẹp, không ồn ào, khóc lóc ầm ĩ. Tuy nhiên sự đau đớn phải nói là rất nhiều và chắc phải mất khoảng một thời gian khá dài nữa thì cô mới có thể bình thường trở lại. Về đến nơi, Liễu toàn đưa tay kéo cánh cổng nhà ra thì nghe từ bên phía bên kia đường có tiếng đổ vỡ. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn thì nhận ra một người thanh niên vừa bị ngã xe đạp. Con đường đất vẫn còn khá lầy lội và nhiều ổ gà, cho nên chuyện trượt ngã là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trông thấy quần áo của anh ta lấm lem, Liễu liền bước tới hỏi thăm. Anh gì ơi? Anh có làm sao không? Nghe thấy, anh thanh niên kia ngước mặt lên nhìn với một vẻ mặt hết sức lúng túng. Ờ... tôi... tôi không sao. Cảm ơn cô. Liễu nhìn kỹ hơn, thì ra anh ta không phải là người ở bản này. Chưa kể đến cái bộ sơ mi trắng và đôi giày da màu đen tuy đã sờn cũ, nhưng ắt hẳn cái phong thái này khác xa người dân vùng cao. Trong lúc chưa kịp tìm hiểu gì thêm, thì bà Giang từ đằng sau lưng đã bước tới. Có vẻ bà nhận ra người thanh niên này nên đã nhanh chóng reo lên. Trời đất! Thầy Minh! Thầy Minh đấy có phải không ạ? À? Ờ, dạ vâng, chào bà ạ. Thầy bị sao thế này? Bà Giang vội phủi phủi sau lưng áo cho anh, rồi quay ra nói với Liễu. Đây là thầy Minh, thầy giáo ở dưới miền xuôi lên đây dạy con chữ cho mấy đứa ở bản mình đấy. Nghe xong, Liễu có phần chút bất ngờ, bởi trước giờ cô nghe được rất nhiều về những giáo viên hy sinh mình như thế này. Họ từ chối một công việc đầy đủ ổn định và có cơ hội thăng tiến để chấp nhận lên đây truyền dạy cho trẻ em con chữ. Tuy nhiên, Liễu lại không ngờ được, đó lại là một người có phần bảnh bao, đậm chất thư sinh thành phố như thế này mình vẫn còn khá rụt rè anh đưa tay nâng lại cái gọng kính lên mũi của mình rồi khẽ hỏi dạ thưa bà bà cho tôi hỏi nhà em sùng văn chiến với tôi chỉ được người ta chỉ tới đây thôi nhưng mà nhiều nhà quá thành thử ra không có biết cháu nó ở đâu ạ à. cặp mắt của bà giàng nheo lại rồi bà chỉ tay ngay về phía trước mắt đây nhà của nó kia kìa thầy nhưng mà thầy tìm nó có việc gì thế dạ vâng Em ấy không đi học hơn một tuần nay rồi ạ. Không biết là có việc gì nên tôi mới tìm tới nơi để mà hỏi thăm. À, mùa này làm lụng thất bát. Cả nhà nó bỏ đi xuống dưới xuôi tìm việc làm hết cả rồi. Trời đất, em ấy mới có 12 tuổi. Xương khớp còn chưa chắc chắn thì làm được việc gì chứ. Chịu thôi thầy ơi, ở đây không có đi làm thì có mà chết đói. Thôi, thầy chịu khó đi về đi. Đợi tình hình kinh tế nhà nó ổn hơn Thì bố mẹ nó lại cho đi học mà thôi Minh được cặp mắt đau đáu nhìn về phía nhà của học sinh Nhưng chắc cũng phần nào hiểu được cái vấn đề Nên anh đã đành thở dài Quay xe rồi lủi thổi ra về Trông theo cái dáng xe đạp có phần ngả nghiêng của Minh Bà Giàng phì cười Thấy thầy ấy tội quá Tốt tính mà cũng dễ thương bà lại nhìn sang Liễu. Hay là cháu lấy thầy ấy nhỉ? Cả hai cũng đang độc thân cơ mà. Tất nhiên là sự tổn thương trong lòng đã làm cho Liễu lắc đầu từ chối ngay. Cô đâu có dại gì mà dính vào tình yêu thêm một lần nào nữa chứ. Sau khi ăn bữa cơm xong thì đến chiều Liễu được Ngọc một cô gái hàng xóm sang rủ đi chợ phiên chơi phiên chợ này cả tháng mới mở có một lần và có suốt cả ngày nên thường tập trung rất nhiều những thứ có thể vui chơi ăn uống và đúng như những gì ngọc kể vừa mới tới ngoài cổng chợ thì liễu đã thấy được sự đông đúc đến choáng ngợp cả hai nhanh chóng bước vào trong tìm mua cho mình những món đồ trang sức những chiếc khăn chiếc váy thổ cầm được làm hoàn toàn bằng thủ công chứ không có bất kỳ một loại máy móc nào can thiệp. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, Trần cũng đã mỏi nên Ngọc kéo Liễu vào một cái quán ăn gần đó để ăn thịt nướng. Dưới cái bầu không khí lạnh lạnh như thế này, có được xiên thịt nướng và một chút rượu táo mèo thì còn gì bằng chứ. Vốn tâm trạng cũng có phần hơi buồn chán nên Liễu quyết định sẽ uống khá khá. Đang ngồi nhâm nhi thì cô trông thấy một bà cụ đang lọ mọ khuân một cái bao tải to tướng. Trông nó khá lớn hơn cả cái thân người gầy gò của bà nữa. Dòng người đi xung quanh dường như chẳng có chút mảy may để ý đến bà, thậm chí họ còn lướt qua như thể cái mà bà cần giúp đỡ này không có hề tồn tại vậy. Liễu đưa tay chỉ Ngọc, toan bảo cô đứng lên giúp đỡ thì trong lúc đó, có một bóng người từ đằng sau bước tới cất tiếng gọi. "Dạ bà ơi, bà có cần con giúp không ạ?" Liễu đã nhận ra, đây chính là Minh, anh chàng thầy giáo mà cô đã gặp lúc sáng nay ở trước cửa nhà mình. Bà cụ ngước mặt lên, nhau nhau cặp mắt mờ đục của mình, rồi sổ ra một tràng tiếng bản địa. Đại khái ý nghĩa của nó là nhờ giúp đỡ. Không biết mình có hiểu hay không, nhưng anh đã vội sắn tay áo lên, rồi vác luôn cái bao to kia lên trên vai của mình. Với sự giúp đỡ này, thì bà cụ trông có vẻ mừng rỡ lắm hai cái bóng cứ thế lẩn khuất trong cái đám đông của người đi chợ hai gì mà cô ngây người ra như vậy chứ ngọc vừa nói vừa đưa tay vỗ vào vai của liễu cô giật mình một cái ngơ ngác nhìn sang ờ ờ ờ sao sao tất nhiên là ngọc không thể nào bỏ qua cái cơ hội châm trọng này rồi cô phì cười nói với một vẻ hết sức vui vẻ cô thích thầy minh rồi phải không Nhìn cái ánh mắt này, chồng nó say đắm lắm. Ừ, cái cô này, tự dưng lại nói như thế, nhỡ người ta nghe được thì lại hiểu nhầm chết. Liễu gay gắt lên ngay, rồi còn người yêu hay vợ thầy ấy nữa chứ, người ta buồn lòng đấy. Ôi dảo ơi, cô cứ khéo lo. Ngọc xua tay, thầy Minh còn độc thân mà. Hơn nữa, cũng không phải có một mình cô đâu. Gái ở mấy cái bản lân cận này đều tỏ ra thích thầy ấy đấy. Cũng phải thôi người vừa đẹp trai vừa có tài như thế cơ mà sao nhiều người thích lắm à chứ còn gì nữa nhưng không hiểu sao thầy ấy không chịu một ai hết hầu như thầy ấy luôn giữ kẽ và lịch sự với tất cả mọi người chứ để cập tới chuyện tình cảm thì chỉ lắc đầu từ chối thôi nghe xong liễu mơ hồ hình dung ra chút tính cách của mình mà không biết có phải đó là duyên hay không mà vừa mới nhắc tới thì minh đã quay trở lại chắc chiếc bao của bà cụ kia đã được anh xử lý xong rồi ngọc gọi với sang thầy minh ơi thầy minh nghe tiếng gọi minh thoáng chút giật mình và càng ngỡ ngàng hơn khi anh nhận ra liễu minh giơ tay lên ấp úng ờ cô cô chào anh liễu gật đầu lại gặp anh ở đây rồi thì ra hai người đã quen biết nhau từ trước à ngọc chen vào không chỉ vừa mới gặp sáng nay thôi nói tới đây thì minh cũng tươi cười kéo chiếc ghế ngồi xuống chỗ hai cô gái nói chuyện được một lúc thì liễu mới biết rõ hơn về anh minh vốn là một sinh viên giỏi của trường đại học sư phạm tuy nhiên sau khi ra trường thì điều kiện gia đình không cho phép nên anh không thể xin vào trường ở thành phố trước cái viễn cảnh thất nghiệp minh quyết định chọn cho mình con đường lên vùng cao để mà giảng dạy sau này có kinh nghiệm rồi thì xin về dưới gần nhà sau nhưng mà nếu ổn định ở trên này thì chắc anh cũng sẽ ở luôn rồi lấy vợ miền cao luôn chứ thầy nhà. Ngọc vẫn tiếp tục trân trọng Minh chẳng hạn như cô Liễu đây này nhà ở dưới thị xã lần này cô ấy về quê chơi thôi gia cảnh ổn định lại xinh đẹp nữa chứ câu nói nửa đùa nửa thật của Ngọc không những làm cho Minh đỏ mặt mà Liễu ở gần đó cũng phải nhanh chóng vỗ vào vai của bạn mình mà phản ứng. Cái cô này, nói linh tinh cái gì thế? Tự dưng lại gán ghép người ta vậy? Có sao đâu? Ngọc cười hít cả mắt, trai tài gái sách, sánh đôi với nhau, nó lại hợp lý quá hay chứ. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nên Minh tìm cách tháo lui trước, anh đưa tay gãi đầu rồi nói: "Ờ, có lẽ là hai cô ngồi chơi nhé. Tôi có tí việc phải đi rồi." ờ hẹn gặp lại các cô sau vậy nói xong không kịp để cho hai người con gái kia chào mình thì minh đã quay lưng đi mất biết rằng đối phương ngại ngọc tiếp tục gọi với theo thầy minh ơi khi nào thầy muốn lấy vợ thì cứ nói đấy nhá ở đây cô bạn của tôi luôn sẵn sàng đấy vừa nói ngọc vừa bật cười khanh khách còn liễu quả thực sau lần trò chuyện này thì thiện cảm của cô dành cho mình cũng đã có chút tiến triển hơn rồi. Nhất là cái vẻ thật thà và hiền lành của anh, nó khác xa với những chàng trai trước đây cô đã từng gặp. Cũng có lẽ vì đã thất bại trong chuyện tình cảm, nên giờ đây, thứ mà Liễu cần chỉ là mối quan hệ bình yên như vậy mà thôi. Thế rồi trời bắt đầu cũng xế chiều, thấy cũng không có còn chỗ nào cần khám phá nữa, nên Liễu và Ngọc quay trở về trên đường đi không hiểu có phải do tác dụng của rượu hay không mà Liễu cứ nghĩ mãi về mình hình ảnh của anh ta hiện rõ mồn một trong đầu của cô như thể một thứ gì đó rất sâu đậm vậy và cũng chính lúc ấy trên môi của Liễu vô thức nở một nụ cười nhè nhẹ về đến nhà bà Giàng trông thấy cô cháu gái của mình tươi vui như thế thì cũng cảm thấy hài lòng lắm tuy không biết là có chuyện gì nhưng nếu về đây mà giúp cho cô khá hơn về tâm lý thì cũng là một điều tốt đẹp rồi chợt nhớ ra có chuyện cần làm nên bà giàng đã nhanh chóng dặn dò liễu con ở nhà nhớ đóng cửa nẻo cho cẩn thận đấy nhá nội đi có chút việc chắc phải đến tối muộn mới về cơ dạ vâng ạ cháu biết rồi ạ nói xong bà đội chiếc mũ len dày cộm lên trên đầu khoác thêm cái áo ấm rồi lững thững bước ra bên ngoài còn liễu Lúc này thì men rượu mới phát huy tác dụng của mình. Cô thả người nằm lên trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn len ấm áp, rồi từ từ tiếp đi. Liễu ơi! Liễu! Tiếng của bà Giàng gọi ngoài cửa đã đánh thức Liễu khỏi giấc ngủ say xưa. Cô nhìn lên trên đồng hồ thì đã hơn 11 giờ đêm rồi. Thế là Liễu lọ mọ bước xuống dưới giường. Cánh cửa vừa được mở ra bà Giang bước vào bên trong nhà khác với cái sự vui vẻ hay trêu đùa đứa cháu gái của mình thì hiện giờ trông bà có vẻ khác lắm bà ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó liên tục thở dài cặp mắt nhìn đưa ra xa xăm vào khoảng không trước mắt cũng nhận ra được cái sự thay đổi này liễu hỏi ngay bà nội bà có chuyện gì ạ à? hay là bà không được khỏe trong người trông bà khác lắm lớn chuyện rồi con ạ Bà Giàng khẽ thốt lên Qua cái ánh mắt cùng với giọng nói run run của mình Thì Liễu cũng có thể đoán được ra Là một cái chuyện gì đó có phần nghiêm trọng lắm Cô tiếp tục hỏi Nội ơi Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ Nội kể cho con nghe đi Bà Giàng thở dài Đầu của bà bắt đầu nhớ lại cái chuyện đêm nay Vốn cảm thấy mùa màng thất bát Nên những người trong năm Sáu bản làng xung quanh đây Hùng tiền với nhau để mà tổ chức một cái lễ cúng cầu xin thượng đế xót thương mà đừng giáng tai họa xuống nữa. Mọi công cuộc chuẩn bị đều được hoàn thành một cách suôn sẻ. Thế nhưng, tới giữa lúc buổi cúng thì ông thầy Mo đột nhiên lăn đùng ra nền đất, hai mắt bỗng trợn trắng lên. Ông chỉ thều thào được mấy tiếng không rõ rồi ngất xỉu đi. Mọi người thì lo lắng lắm, kéo ông vào trong nhà xoa bóp tay chân. Lát sau thì ông thầy Mo tỉnh lại, nhưng chưa ai kịp hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì thì ông chỉ thẳng tay lên trời mà nói. Lần này có đại họa rồi. Có đại họa rồi. Thần Cóc, thần Cóc sẽ về bắt người đi đấy. Nói tới đây thì ông ta tiếp tục ngất lịm đi. Nhưng đó không phải là mối quan tâm lớn nhất của mọi người nữa, mà chính là vị thần Cóc kia. Thần Cóc ư? Liễu nhíu mày, tò mò hỏi lại đó là thần gì thế hả bà nội con chưa nghe thấy bao giờ ờ à, đây là một vị thần trong truyền thuyết của vùng này ông ấy vốn là một con cóc đã thành tinh thời ấy đất đai còn chưa được mở rộng cây cối còn um tùm cứ mỗi lần trời mưa gió về thì con cóc tinh ấy sẽ hiện ra rồi bắt người vô tội vào trong rừng mà ăn thịt có một điểm chung của những người bị nó bắt đi đó chính là gân tay gân chân đều bị rút hết để cho họ không có thể chạy thoát được khi tìm thấy thì đó chỉ là một cái xác khô héo mà thôi con cóc càng bắt được nhiều linh hồn người sống thì nó càng trở nên mạnh mẽ không có chịu nổi trước sự tàn bạo ấy hơn chục vị thầy mo tài giỏi nhất vùng đã cùng nhau đi vào rừng để quyết tâm chấn áp con cóc tinh trận chiến ngày ấy là một trận long trời lở đất Thường vong của phía thầy mo lên đến quá nửa nhưng con cóc cũng bị đánh cho đau đớn cuối cùng một cái thỏa thuận đã được đưa ra đó chính là người ta tôn nó lên làm thần hàng năm cúng bái thật hậu hĩnh bù lại nó sẽ không hại người dân nữa và phù hộ cho những người ta làm ăn mùa màng được bội thu cái giao ước này được thực hiện hàng trăm hàng ngàn năm nay rồi ấy thế mà bây giờ tai họa lại ập đến Người ta cho rằng chính cái công trình thủy điện ở trên thượng nguồn kia kìa đã làm ảnh hưởng tới nơi trú ngụ của thần cóc. Cho nên, sự thiệt hại về mùa màng như hôm nay chính là bước đầu của sự quả phạt. Chưa hết, qua lời nói của ông thầy Mo lúc nãy, thần cóc sẽ còn về bắt người trong bản làng nữa đấy. Nghe xong câu chuyện của bà Giàng kể, Liễu tất nhiên là không thể tin nổi rồi. Bởi ở dưới thị xã, cô đã được học được tiếp thu nhiều thứ hiện đại tiên tiến và không có một minh chứng nào về sự tồn tại của thế giới tâm linh thân phật hay yêu ma quỷ quái chưa kể đến việc thời buổi này rồi thì làm gì có chuyện như thế cơ chứ nhưng liễu cũng biết để thay đổi suy nghĩ của một người lớn tuổi là điều bất khả thi cho nên cô cũng đành an ủi bà giàng mà thôi nội ơi nội đừng có suy nghĩ nữa cũng khuya rồi mình đi ngủ đi thôi bà giàng gật gù đứng lên đi theo liễu vào trong giường nhưng gương mặt của bà vẫn chưa hề có chút nào giãn ra cả đêm nay sẽ là một đêm khó để ngủ của bà đây vậy là thấm thoát hơn một tuần đã trôi qua sự hoang mang giảm đi nhiều lắm bởi chưa ghi nhận một dấu hiệu nào của việc ông thần cóc hiện lên bắt người cả bà giàng cũng vì thế mà bắt đầu thoải mái hơn còn liễu cô tin vào sự hiểu biết của mình nên thấy đây là một chuyện tất yếu mà thôi thế nhưng biến cố từ đây mới bắt đầu xuất hiện trưa ngày hôm ấy khi hai bà cháu đang ăn cơm trong nhà thì nghe ở ngoài đường có tiếng kêu khóc vang lên không ngớt lấy làm lạ cả hai người cùng bước ra xem lúc này thì đúng là ở bên ngoài đang có khá đông người tụ tập họ đi thành đoàn và thậm chí mang theo cả dao dựa thấy có một người quen đi trong đám ấy bà Giang liền kéo lại hỏi ngay. "Ông Thức ơi, có chuyện gì thế hả ông?" Người đàn ông tên Thức kia lắc đầu, tặc lưỡi mà đáp. "Ôi, nguy to rồi bà ạ, thần cóc bắt người rồi." Câu nói này của ông làm cho hai con mắt của bà Giang trợn trừng lên, bà lắp bắp. "Sao? Thật thật -th -th thần cóc? Ờ, ông, ông nói gì?" "Thần cóc hiện lên thật rồi bà ạ." người bị bắt lần này chính là con gái của ông trưởng bản ông ấy bảo mới vừa hôm qua còn thấy cô ấy chạy nhảy nói cười ấy thế mà bẵng đi một lúc đã không thấy đâu rồi mọi người ban đầu tìm trong bản thì không thấy nghĩ chắc con bé đi đâu đó chơi nên thôi cứ đợi sáng nay qua một đêm không thấy con gái về ông trưởng bản thì sốt ruột lắm nhất là chưa bao giờ cô ấy đi đâu mà không nói thế là cuộc tìm kiếm bắt đầu cuối cùng Vừa mới lúc nãy đây thôi Có người đi lên dãy chạy về báo Tìm thấy con bé rồi Nhưng nó đã không còn sống nữa Đáng đói hơn Chính là tay chân của nó Đều đã bị rút hết gần Trời ơi Bà Giàng thốt lên một tiếng rồi gần như suýt ngã khụy xuống đất. Còn Liễu thì khác, cô chen vào hỏi. Thế đã báo công an chưa hả chú? báo làm gì cơ chứ Người đàn ông lắc đầu Công an có làm gì được ông thần cóc đâu Giờ quan trọng là phải tiếp tục làm lễ Cầu xin ngài ấy đừng có quấy quả nữa mà thôi Trước câu trả lời này thì Liễu bức xúc lắm Bởi rất có thể cô gái tội nghiệp này Là nạn nhân của một vụ giết người thì sao Nhưng lại thêm lần nữa Cô đành phải chịu thua trước cái suy nghĩ cổ hủ của người dân bản đây Chiều ngày hôm ấy, tinh thần của bà giàng có vẻ tệ đi hơn nhiều. không những thế, bà cứ bắt ghế ngồi ở trước cửa nhà, hướng mặt vào cánh rừng rậm rạp phía xa xa mà lẩm bẩm điều gì đó. chưa hết, không biết bà xin ở đâu được gần chục lá bùa rồi đem dán chi chít chúng lên những cánh cửa ở trong nhà. bà còn dặn liễu không có được ra ngoài vào ban đêm. tất nhiên là cô không có muốn cãi lời của bà rồi. mà không chỉ có nhà bà giàng cả bản làng chìm trong cái sự hoang mang nhất định của nó không những thế chưa cần đến lúc tối trời thì cửa của mọi căn nhà đều đã đóng kín mít hết cả thấm thoát đã mấy ngày trôi qua từ sau cái vụ việc con gái của ông trưởng bản bị thần tóc bắt chuyện không chỉ ngừng lại ở đó bởi còn có tin đồn rằng ở hai ba bản khác cũng đã có những sự bất tích đầy bí ẩn khỏi phải nói bầu không khí hoang mang lo sợ bao trùm lên trên cái mảnh đất này sáng nay bà giang than đầu gối nhức mỏi nên có nhờ liễu đi chợ mua đồ về ăn cô vâng dạ rồi đồng ý ngay tức khắc định chạy qua rủ ngọc đi nhưng mà gọi hoài không có thấy cô ấy nên liễu đã đành đi một mình bước qua con đường đất quen thuộc trời ngày hôm nay có phần ấm hơn rồi lại còn có chút ít tia nắng chiếu lên trên mấy nhành hoa ban bên đường kia nữa những tưởng đâu dưới cái tết trời như thế này thì cô sẽ dễ dàng thấy được cảnh người ta ra đường vui chơi nhưng không mọi thứ lại vắng lặng đến lạ kỳ chưa hết đến chợ rồi thì sự vắng vẻ cũng nhận thấy rất dễ dàng quá nửa hàng quán đã đóng kín mít thậm chí liễu còn trông thấy họ dán những lá bùa y hệt như bà giàng đem về dán ở nhà đang lúc loay hoay thì liễu nhận ra minh đang đứng lựa thức ăn ở một quầy hàng gần đó anh cũng nhận ra cô nên đã gật đầu chào chào cô liễu cô đi chợ sớm vậy dạ vâng chào anh ạ minh tiếp tục việc đang làm dở của mình nhưng rồi sực nhớ ra một điều gì đó anh quay ngoắt lại hỏi cô à cô liễu này cô có biết vì sao mọi người lại hạn chế ra ngoài không tôi cứ thấy nó vắng vẻ làm sao vậy số học sinh tới lớp cũng giảm đi trầm trọng nữa Tôi tới tận nhà tìm hiểu Thì chẳng ai thèm tiếp chuyện cả Có người thậm chí còn đóng vội cánh cửa nhà lại nữa Ờ cái này thì Liễu ngập ngừng Anh không nghe tới chuyện thần cóc hay sao Thần cóc Gương mặt của Minh có vẻ đầy sừng sốt Cô nói gì vậy Tôi chả hiểu Thế là Liễu kể lại những gì mà cô đã được bà Giàng kể Cộng với chuyện cô con gái của trường bản lần trước nữa Nghe xong Minh phì cười Trời đất, cái cô này, cô tính hù dọa tôi có phải không? Nói cho cô biết, tôi không có sợ đâu đấy nhá. Thực ra thì tôi cũng không tin chuyện này đâu. Nhưng gì tôi vừa kể cho anh là do bà nội của tôi nói đấy. Nhưng mà người dân ở đây, họ tin vào chuyện này lắm. Nên thành thực ra, lúc này thì Minh nhận ra được cái sự nghiêm túc trong ánh mắt của Liễu. Vẻ mặt của anh cũng bắt đầu có phần nghiêm trọng hơn. Ủa? Vậy thì công an đã đến điều tra xong vụ này chưa? Không ai báo công an cả. Ủa, sao vậy? Ờ, ở... liễu thở dài. Người ở đây không tin công an có thể làm gì vị thần cóc kia cả. Giờ ngày nào cũng có những cái lễ cúng để mà cầu xin chuyện này ngừng lại. Không thể để yên như thế được. Nhỡ càng ngày, càng có nhiều người gặp tai họa thì sao? Liễu ngẫm nghĩ một lúc rồi bất ngờ nói thế anh có muốn cùng tôi tìm hiểu chuyện này hay không tìm hiểu ư được tôi sẵn sàng chứ tình hình như thế này thì chẳng mấy chốc chẳng ai làm lụng học hành gì được tôi thấy thương mấy đứa trẻ quá câu chuyện tới đây thì cũng ngừng lại bởi minh còn phải quay trở về trường học của mình sau khi đi khỏi liễu mới thì thầm tự nhủ xem ra ở cái vùng này vẫn còn có người chịu lắng nghe và tỉnh táo nói là làm, Liễu tìm tới ngôi trường nơi Minh đang ở và dạy học vào ngay buổi chiều ngày hôm ấy. Vừa hay lại đúng lúc Minh đang trong giờ dạy học của mình. Cô từ từ bước vào bên trong rồi đứng ở một góc bên ngoài chăm chú quan sát. Minh quả thực là một giáo viên hết sức có tâm. Anh không chỉ dạy qua loa cho xong tiết của mình mà tận tình chỉ dạy từng chút một cho đám trẻ ngồi ở bên dưới. Không những thế, hễ một câu trả lời được bọn trẻ hoàn thành thì minh sẽ rằng tặng cho chúng một viên kẹo cách làm này vừa tạo được sự hứng thú vừa giúp cho chúng dễ nhớ mọi thứ hơn được nữa kết thúc tiết học minh cũng vừa ngước mặt lên thì nhận ra liễu khỏi phải nói anh bất ngờ lắm cứ đứng được ra như là một pho tượng đám trẻ ngồi ở bên dưới gọi mấy lần thì minh mới giật mình đợi chúng đi về hết liễu mới bước vào bên trong rồi nhẹ nhàng nói Chào Anh, tôi tới để nói với anh về chuyện hồi sáng. Thế này có làm phiền anh không? Ờ, không, không có. Minh vừa nói vừa đưa tay kéo vội cái ghế trước mặt của mình ra. Ờ, mời, mời cô ngồi. Lát sau, một bình trà nóng bốc khói nghi ngút được Minh pha xong. Anh đặt nó xuống bàn rồi bắt đầu hỏi. Liễu, cô tới là vì cái chuyện thần cốc kìa? Vâng. Liễu gật đầu tôi nghĩ chắc anh cũng như tôi không có muốn cái sự mê tín này ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân minh gật gù nhưng gương mặt của anh ta thì vẫn hết sức đăm chiêu liễu này lúc từ chợ trở về tôi cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện này nếu không phải là do thần cóc hay một chuyện tâm linh nào đó thì quả thực là rất nghiêm trọng tôi thường hay xem báo đài thấy có những cuộc bắt cóc người rồi mổ lấy nội tạng mà hình như cô có nói những nạn nhân đều bị rút gân tay gân chân có phải không đúng vậy thế thì rất có thể là cơ quan nội tạng cũng đã bị lấy đi rồi đấy nghe xong những gì mà minh đã phân tích thì liễu càng thêm lo sợ hơn nữa cô đan hai bàn tay của mình lại rồi chép miệng nói nếu thật vậy thì đây quả là một chuyện động trời rồi ừ. hay là chúng ta đi báo công an đi không được đâu liễu bác bỏ lời đề nghị của minh những nạn nhân đều được chôn cất xong cả rồi nếu giờ mình có báo công an không những không thể điều tra ra được vụ án mà có khi còn trở thành đánh rắn động cỏ làm cho những kẻ thủ ác kia không có dám ra mặt nữa ừ, cô nói cũng đúng minh gật gù nhưng chúng ta cứ thế đứng yên ư tất nhiên là không rồi cái tôi muốn là chúng ta phải từ từ tìm hiểu chuyện này điều tra một cách cẩn thận tỉ mỉ minh trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu bởi chắc anh biết được sự nguy hiểm đang rình rập hai người như thế nào nếu dính vào chuyện này. Nhưng rồi sau khi đã thông suốt, Minh nhìn Liễu rồi gật gù. Được rồi, tôi tham gia với cô. Nhưng kế hoạch tiếp theo của chúng ta là như thế nào? Tôi cũng không dám chắc lắm. Nhưng trước mắt, cứ chú ý kỹ xem có người lạ mặt nào hay làng vàng quanh khu này hay không. Tôi nghĩ chắc chúng còn định bắt thêm nhiều người nữa. Cô có nghĩ chuyện này sẽ thành công hay không? Liễu không đáp, mắt hướng nhìn về phía cánh rừng, rồi nở một nụ cười nhẹ. Tám giờ tối, cái giờ mà chẳng còn ai đi ra ngoài đường nữa. Bầu không khí lạnh lẽo, u ám tới mức làm cho con người ta ngột ngạt. Trên đoạn đường đất dẫn thẳng vào trong rừng, hai cái bóng người lững thững bước từng bước thật chậm rãi. Vừa đi, họ vừa đảo mắt giáo giác quan sát xung quanh thực ra thì cái ý tưởng này là của liễu đưa ra và tất nhiên là nó bị minh phản bác ngay tức khắc rồi nhưng cô thuyết phục anh bằng việc ở thời điểm hiện tại thì dân ở trong bản sẽ hết sức hạn chế ra ngoài đường do vậy nên nếu ai xuất hiện hay lảng vàng vào ban đêm thì rất có thể là liên quan đến cái tội ác kia nghe thấy cũng có lý cộng với ánh mắt kiên định của liễu nên minh cũng đành nghe theo hiện tại hai người đã đi được một đoạn khá xa tuy nhiên không hề trông thấy người nào khả nghi cả nói đúng hơn là chẳng bắt gặp lấy một người nào đi thêm được chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì chân đã mỏi rã rời cộng với nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp hơn nữa nên hai người quyết định quay trở về trước khi chào tạm biệt minh thì thầm phân tích cho người bạn đồng hành của mình nghe liễu này tôi thấy cứ đi như vậy thì không phải là cách hay hay là ngày mai mình tới nhà ông trưởng bản hỏi xem vài thông tin về cô con gái của ông ta đi biết đâu sẽ thu được một chút thông tin nào đó ừ anh nói cũng phải vậy cứ quyết định như thế nhé liễu gật đầu mở cửa rồi bước vào trong nhà nhưng cô quên mất một điều rằng cô đang vấp phải cái ánh mắt liếc trừng trừng đầy giận dữ của bà giàng ở bên trong trông thấy cô cháu gái bà gắt lên ngay con đi đâu mà bây giờ mới về vậy Ờ, con con tất nhiên là liễu không thể nói cái lý do thực sự của mình được sẵn đi cùng với minh nên cô đã đành phải nói dạ con đi chơi với anh minh ạ nghe thấy cái tên này thì bà giang cũng có chút khựng lại nhưng cặp mắt thì vẫn giữ nguyên cái vẻ nghiêm khắc đi đâu thì đi nhưng không được về muộn như thế này đâu đấy Có biết bao nhiêu thứ nguy hiểm ngoài kia hay không con phải biết chứ ờ, dạ dạ vâng ạ con xin lỗi lần sau con sẽ chú ý hơn ạ à. nói tới đây liễu liền bước thật nhanh đi vào bên trong phòng cô thẩm đoán chắc sau khi cô nghe trình bày cái lý do kia thì bà giang sẽ tưởng tượng đủ thứ chuyện hết nhưng thôi dù sao cái chuyện qua lại với anh minh cũng tốt hơn là cùng anh ta đi tìm hiểu về cái chuyện của thần cóc lát sau liễu nhận được tin nhắn của minh báo anh đã về tới nhà hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì mới ngủ và cũng chính trong lúc này, Liễu cảm nhận được bản thân mình ngày càng có nhiều sự thiện cảm đối với mình. Cô không biết thứ tình cảm này rốt cuộc là gì, nhưng trong đầu của Liễu lúc này, vô hình chung đã đặt mình ở một vị trí khác. Ngày hôm sau, như dự tính từ trước, sau khi Minh tan lớp buổi sáng thì anh cùng với Liễu đi sang nhà ông trưởng bản để tìm hiểu. Thế nhưng khó khăn nhanh chóng ập tới khi hai người đứng ở trước cổng nhà gọi mãi mà không thấy ông xuất hiện phải mất một lúc lâu sau thì mới có một giọng nói từ bên trong nhà phát ra cút đi cút hết đi cái câu nói có phần lớn tiếng này làm cho liễu giật mình còn minh thì có vẻ kiên nhẫn hơn anh tiếp tục gọi với vào bên trong dạ thưa ông trưởng bản tôi minh đây ạ à, tôi có vài chuyện muốn hỏi ông cút đi Chúng mày có cút đi không thì bảo nào Vừa nói Ông trưởng bàn vừa lao từ trong nhà ra Đáng nói hơn Trên tay của ông đang cầm một con dao cán dài Loại dùng để đi rừng Nên trông nó bén lắm Ông chỉa thẳng mũi dao về hướng của Minh Mà gào lên Cút, cút ngay đi Cút hết đi Thấy tình hình không có được ổn Liễu liền nhanh chóng kéo Minh đi Thế là công cốc Chẳng thu được một chút thông tin nào cả hai cái mặt méo sạch đi, ủ rũ bước từng bước nặng nề trên đường. Nhưng đúng lúc đó, có một tiếng gọi khe khẽ từ đằng sau lưng. Thầy Minh! Thầy Minh ơi! Nghe cái tiếng gọi, Minh quay người lại. Trước mặt của anh bây giờ là một người phụ nữ trông đứng tuổi, nhưng vẫn có một nét gì đấy sắc sảo lắm. Ờ, dạ, thưa bà, bà là... Vâng, chào thầy, tôi là vợ của ông trưởng bản hai cặp mắt của minh và liễu đồng loạt nhướn lên và càng đáng nói hơn nữa đó chính là cái sự ngập ngừng của người phụ nữ này như thể bà ta đang muốn nói một điều gì đó hai người tất nhiên không thể nào bỏ qua cái cơ hội này liễu là người mở lời hỏi trước cô ơi cháu muốn hỏi vài chuyện về tôi biết hai người muốn hỏi về con gái tôi có phải không chưa kịp nói hết câu thì liễu đã bị ngắt lời nhưng sự ngắt lời này khiến cho cô mừng rỡ lắm. dạ vâng đúng rồi ạ. Ờ, cô có thể nói thêm về cái chết của cô ấy được không ạ? người phụ nữ gật đầu, ánh mắt nhìn vào cái khoảng không xa xăm rồi hồi tưởng lại cái buổi sáng kinh hoàng ấy. khi đó tôi đang tách dở đống ngô để đem đi nấu cho lợn ăn. ông nhà tôi thì cùng với mấy người trong bản đi tìm con gái rồi. tuy có chút lo lắng nhưng tôi vẫn cứ hy vọng là nó ghé nhà bạn bè nào đó chơi rồi sợ muộn nên không có dám về lát sau có một người từ ngoài cổng bước vào tôi cứ tưởng là con bé nó về nhưng không người ta báo tìm được xác của nó ở trong rừng tôi nghe xong thì đánh rơi cả con dao xuống đất rồi cùng người kia chạy như bay thậm chí trên đường tôi vẫn hy vọng là người ta nhìn nhầm mà thôi nhưng không tới nơi thì đúng thật là nó thân thể nó đã khô cứng lại lạnh như băng hai mắt mở to trừng trừng mà nhìn lên trên trời ấy vừa kể bà ta vừa khóc nấc lên chứng kiến cái cảnh này minh và liễu cũng không khỏi xót xa liễu bước tới gần nhẹ nhàng an ủi bà cô ơi cô bình tĩnh lại đi ạ bọn cháu sẽ giúp cô tìm ra hung thủ mà cô cứ yên tâm hung thủ nào là thần cóc chứ thôi tôi xin hai người đừng có động tới ngài ấy làm gì, kẻo lại vướng họa mà diệt thân đấy. Cả cái vùng này tính tới hiện tại đã 4 năm người chết như vậy rồi. Tôi không muốn thấy ra cảnh gia đình nào như mình nữa đâu. Cô này, Minh chen vào. Thế cô có thấy con gái của mình để lại thứ gì không ạ? À? Kiểu như một lời chăn chối hay một vật gì đó kỳ lạ chẳng hạn. Tôi... ờ uh, Người phụ nữ nheo mày lại suy nghĩ chiếc câu nói của Minh rồi bà lắc đầu không có tôi không thấy nó lúc đi cũng không có mang theo tiền bạc gì cả mấy thứ đồ nữ trang trên người cũng vẫn còn y nguyên à hai người cũng đừng trách chồng tôi đấy nhá sau khi con gái mất ông ấy cứ thất thần ra như vậy tâm lý không có ổn định đâu dạ vâng ạ cháu không trách chú ấy đâu ạ à, nhưng mà Liễu Toàn nói gì thêm đó thì đã bị minh ngăn lại anh nháy mắt ra hiệu liễu thấy thế thì cũng đành thôi cuộc nói chuyện tới đây thì bị chấm dứt bởi vợ ông trưởng bản phải quay trở lại vào trong nhà trông cái dáng đi tiều tụy của bà thì hai người chạnh lòng lắm rời khỏi nhà trưởng bản mọi thứ lại bắt đầu rơi vào bế tắc nếu như lúc trước minh nghĩ đến cái việc có kẻ cắp nội tạng rồi đem bán đi nhưng qua chi tiết đồ nữ trang trên người còn nguyên vẹn thì khả năng này lại sinh ra mâu thuẫn. Bởi nếu mang tâm lý của kẻ cắp thì chúng át hẳn sẽ chẳng bỏ qua số vàng mà cô gái tội nghiệp kia mang theo đâu. Về tới trường học, Liễu ngồi phịch xuống cái ghế đầu mà thở dài thườn thượt. Mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn, gương mặt của anh đăm chiêu lắm. Lát sau, Liễu quay ra hỏi. Từ nãy đến giờ, Lu Bu làm tôi quên mất. Anh đã ăn gì chưa nhỉ? Ờ, à, Minh khẽ gật đầu Ờ, đúng rồi nhưng không sao để lát nữa tôi đi nấu cũng được liễu đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi lắc đầu bây giờ đã gần một giờ chiều rồi anh còn phải chuẩn bị giáo án nữa chứ thôi để đó tôi phụ nấu cho không đợi cho minh kịp phản ứng liễu đứng dậy bước thẳng ra gian nhà phía sau lớp học nơi đây trước vốn là một cái nhà kho nhưng vì minh về dạy cho nên người ta đã cho anh ở tạm đây bước vào bên trong, chứng kiến sự ngăn nắp đến mức vượt xa sự tưởng tượng của bản thân thì Liễu cảm thấy thích thú lắm. Nhưng cô cũng không lan man nữa mà đi thẳng về phía bếp để nấu cơm. Chuyện bếp núc không phải là một thứ gì đó quá khó khăn đối với Liễu, nên chỉ cần nửa giờ đồng hồ thì một mâm cơm canh nóng hôi hổi đã được bày lên trên bàn. Mình tất nhiên là cũng có chút ngạc nhiên với Liễu rồi. Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon cái cảnh tượng này, nếu như một ai đó không biết hai người mà nhìn vào thì chắc chắn sẽ tưởng đây là một cặp vợ chồng trẻ đầy hạnh phúc. Xong bữa cơm, Liễu quay trở về nhưng cũng không có quên dặn dò Minh đêm nay tiếp tục đi dạo nữa. Về tới nhà, Liễu còn đang định xin bà rằng rằng tối nay cô đi với Minh về hơi muộn thì bà đã hớt hải nói ngay. "Liễu ơi, Liễu" con ngọc con ngọc nó mất tích rồi khỏi phải nói cái tin mà bà giàng vừa nói đây chẳng khác nào là một tia sét đánh thẳng vào người liễu cả cô lắp bắp hỏi lại à, ngọc ngọc làm sao ạ à? nó mất tích rồi tối ngày hôm qua con ngọc bị cảm cúm người trong nhà thấy nó bảo đi ra ngoài hái lá thuốc về sông hơi nhưng đi mãi mà không có thấy về đã thế đi tìm suốt đêm Nhưng vẫn không thấy đâu cả Giờ bên nhà ấy đang hết sức đau khổ Mẹ nó kêu khóc từ sáng tới giờ đấy Trời ơi Liễu thốt lên một tiếng Và cô không có chút chần chừ Móc điện thoại ra gọi cho Minh Để thông báo ngay Ở phía đối diện Anh nghe xong thì cũng thoảng thốt lắm Ngay buổi chiều ngày hôm ấy Hai người cùng hòa theo dòng người trong bản Đi tìm tung tích của Ngọc không chỉ ở trong phạm vi của bạn mà còn mở rộng ra ở những nơi khác nữa. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Ngọc mất tích, những cuộc tìm kiếm tuy vẫn còn nhưng đã thưa thớt hơn nhiều. Gia đình cô bắt đầu nghĩ đến cái chuyện báo cho công an rồi, thì cũng chính lúc này người ta đã tìm thấy Ngọc. Cô đã chết, thi thể nằm cách không quá xa nơi phát hiện con gái của ông trưởng bản lần trước. Và có một điều đáng nói hơn, gần tay gân chân của Ngọc cũng bị cắt mất và không chỉ có thế, mắt của cô cũng bị mòi ra. Cái chết phải nói là quá sức thê thảm. Vị thần cóc kia lại một lần nữa gọi tên. Sự sợ hãi đã biến cho con người ta trở nên mù quáng. Còn về phần của Liễu, việc chứng kiến một người mà mình từng quen biết phải gặp cái chuyện không may như thế này thì cô cũng hết sức đau buồn. đêm nay liễu và minh lại tiếp tục đi lòng vòng tìm kiếm trong cái sự vô vọng họ không có một chút manh mối nào hết sau cái chết của ngọc thì liễu cũng đã gọi công an đến thế nhưng những người mặc cảnh phục này lại chẳng thể làm được gì bởi họ vấp phải cái sự phản ứng có phần mức quyết liệt của người nhà ngọc giờ không có sự cho phép của gia đình thì người ta đâu có thể khai quật thi thể của cô lên được chứ chuyện này nó còn nằm ở phần đạo đức và văn hóa vùng miền nữa vừa đi minh vừa thở dài thườn thượt và nói liễu này hay chúng ta đi thôi đừng có làm như thế này nữa chứ tôi cảm thấy bất lực quá cô xem đi mọi cố gắng của mình tính tới thời điểm này thì đều thu về con số không đã thế tôi còn bị nhiều người mắng chửi đấy chứ đám trẻ con cũng không có được cho đến trường tôi tôi Nhận ra cái sự bế tắc trong mắt của mình, Liễu gật gù. "Thực ra thì tôi cũng muốn nói với anh như vậy. Và lại sang tuần sau là tôi lại về dưới thị xã rồi, chắc có lẽ còn lâu nữa mới lên đây. Chuyện này tôi thấy mình không có đủ sức để làm nổi." Tuy buồn, nhưng bây giờ thì hai người cũng bắt đầu nhận ra được cái vị trí và khả năng của mình rồi. Về đến nhà Liễu, mình đưa tay vẫy chào cô rồi leo lên chiếc xe đạp cút kít, mất hút dần trong cái màn đêm đầy sương lạnh. Lặng lẽ bước vào trong nhà, bà Giang nhìn cháu mình rồi hỏi, con lại đi với thầy Minh nữa đây à? Dạ vâng ạ, con đi dạo với anh ấy một chút. Hai đứa... Bà ngập ngừng, hai đứa có gì với nhau phải không? Trước câu hỏi này của bà Giang, thì nếu như bình thường, Liễu sẽ gắt lên hoặc chối bay chối biến. Thế nhưng giờ thì lại khác. Không hiểu sao cô lại cứ đứng hình như vậy. Không những thế, gương mặt của Liễu còn đỏ ửng lên nữa. Bà giang cười tươi giói chỉ vào cô cháu gái. Con xem kìa. Chắc là bà nói đúng rồi đúng không? Thầy Minh đấy là một người tốt. Hai đứa đến với nhau được thì bà mừng lắm. Thôi, con không biết gì đâu. Con không nói với nội nữa liễu bỏ vào bên trong phòng cô đưa tay sờ lên má của mình đúng là nó đang nóng hổi liễu phì cười tuy nhiên nụ cười trên môi này của cô không có giữ được lâu bởi liễu sực nhớ chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô sẽ phải quay trở về với thị xã rồi việc học không thể trì hoãn lâu hơn được nữa kèm theo đó là hình ảnh của người tình cũ đối với cô lúc này hoàn toàn không có còn chút cảm xúc gì nữa Liễu cũng muốn tâm sự nhiều hơn về cái tình cảm của mình dành cho Minh, nhưng có nhiều thứ khiến cô khựng lại, bởi hiện giờ Liễu cũng đâu có xác định được tình cảm của mình một cách rõ ràng đâu. Hơn nữa, vết thương từ trong cuộc tình cũ vẫn còn làm cho cô có chút nhụt chí. Nghĩ mãi, Liễu đành thở dài. Thôi, tới đầu hay tới đó vậy. Sau này có gặp được nhau hay không thì còn tùy thuộc vào duyên số chứ mà nhắc mới nhớ. Từ nãy tới giờ cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ mà Liễu không thấy Minh nhắn tin đã báo về đến nhà. Đây là việc Minh thường xuyên làm nên giờ không có thấy, Liễu cũng bắt đầu lo lắng. Và sự lo lắng càng lúc càng lên cao hơn khi gọi đến mấy cuộc mà anh không có nhấc máy. Quái, anh ấy đi đâu thế nhỉ? Hay hay là có chuyện gì? Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Liễu vang lên, là Minh gọi. Thế là không một chút chần chừ, cô nhanh tay bắt máy ngay. Anh Minh, anh về nhà chưa? Không có tiếng trả lời vội, chỉ có một hơi thở có phần yếu ớt mà thôi. Anh Minh! Anh Minh! Tôi, tôi đây. Cuối cùng, Liễu cũng nghe thấy giọng của Minh, nhưng càng lo hơn khi mà giọng của anh có vẻ không được như lúc bình thường. Hay nói đúng hơn là nó đang có phần run rẩy và đau đớn. Anh Minh! Anh làm sao thế? Tôi, tôi, không sao. Tôi vừa mới gặp thần cóc. Cái gì? Liễu thốt lên. Anh có nghiêm túc không vậy? Có, tôi có. Vừa lúc nãy, từ nhà cô đi về, được chừng trăm mét, thì tôi thoáng thấy có một bóng đen đang làm vàng phía trước. Cái bóng này không biết đi chuyển như thế nào, mà lại chạy nhanh lắm. Không chần chừ, tôi đã liền bám theo. Đến bìa rừng thì cái bóng đột nhiên ngừng lại và tôi thấy nó biến đổi. Tự dưng cao lớn lên lắm, trông chẳng khác nào là một người khổng lồ vậy. Chưa hết, nó ngồi theo tư thế của một con cóc, rồi cứ thấy nhảy tưng tưng vào bên trong. Chuyện này là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã trông thấy. Đứng trước cảnh này, tôi quyết định bỏ xe đạp rồi bám theo. Bên trong rừng tối lắm, nhưng do cái bóng của nó quá lớn, nên tôi vẫn có thể nhận ra được. Và rồi chỉ còn cách nó chừng 2-3 mét thì đột nhiên chân tôi dẫm phải một cái bẫy được người ta răng. Cơn đau nhanh chóng ập tới, còn cái thứ kia cũng biến mất luôn. Tôi phải khó khăn lắm thì mới bỏ ra được bên ngoài rồi chạy về đây đấy. Nghe tới đây, Liễu thốt lên một tiếng. Trời ơi, anh... anh hiện tại ra sao? Có đau hay chảy máu ở đâu không? Tôi không sao, cô đừng lo quá. Tôi mới sát trùng rồi. Thôi, giờ đi ngủ đi. Tôi thấy cô gọi cả chục cuộc, thông báo cho cô yên tâm thôi. Nói xong, mình tắt máy. Còn về phần liễu, cô thậm chí còn lo lắng hơn cả lúc nãy. Suốt cả đêm, cô cứ chằn chọc mong sao trời sáng thật nhanh để có thể chạy sang hỏi thăm Minh. Trời vừa hửng sáng, cũng chỉ có chờ thế, Liễu vội vội vàng vàng mở cửa đi ra ngoài ngay. Đến nơi, không mất quá nhiều thời gian để cô có thể trông thấy được tình hình của Minh nó nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mà Minh đã trấn an cô đêm ngày hôm qua. Vết thương do cái bẫy tuy không có động vào tới xương, nhưng ở dưới bàn chân của anh có một cái lỗ sâu hoắm, máu từ trong vẫn cứ chốc chốc ẩm mỹ chảy ra. Không hiểu sao thấy cái cảnh này, Liễu lại rớt nước mắt, còn Minh thì anh phì cười, cái nụ cười ấy đầy nhẹ nhàng và bình thản. Thôi nào, tôi có làm sao đâu, mấy cái vết thương ngoài da thôi mà chỉ vài hôm nữa là khỏi thôi chuyện quan trọng chính là thứ tôi thấy đêm qua cơ nghe minh nhắc lại thì liễu mới sực nhớ cô hỏi có có thật là anh thấy cái thứ đó hay không tôi chắc chắn minh quả quyết sự nghiêm túc trong mắt của anh làm cho liễu tin tưởng nhanh chóng nhưng rồi nếu thực sự tồn tại thì cái thứ đó là cái gì liệu nó có phải là thần cóc thật ư minh thở dài thôi bỏ qua đi liễu tôi cũng không muốn dính vào cái chuyện này nữa đâu chuyện đêm qua là tôi may mắn nhưng nếu diễn ra thêm một lần nào nữa thì tôi nghĩ sự may mắn không có tái diễn đâu ừ. liễu gật đầu thôi thấy cũng được giờ anh cứ nghỉ ngơi đi tịnh dưỡng cho thật tốt rồi còn dạy học nữa tôi nghĩ sau những chuyện vừa rồi thì công an họ cũng để ý rồi đấy cuộc nói chuyện về vị thần cóc kia tới đây là ngừng lại liễu lại tiếp tục nấu cơm cho minh lần này trong cái hoàn cảnh như vậy thì anh ta có muốn từ chối cũng không thể hôm nay là chủ nhật cuối tuần và cũng chính là ngày liễu quay trở về lại thị xã bà giàng theo chân đứa cháu gái ra tận ngoài bến xe để tiễn không quên dặn dò cô đủ thứ lên trên xe Ánh mắt của bà Liễu vẫn cứ đau đáu nhìn ra xa xăm như đang chờ đợi một ai đó. Chiếc xe từ từ lăn bánh dưới cái cảnh trời chiều đầy lạnh lẽo. Liễu thì thầm tự nhủ với bản thân. Hiện giờ là giờ dạy học nên chắc anh ấy không có tới được rồi. Giờ thì đã rõ Liễu đang chờ đợi Minh. Giờ chắc không còn có thể gặp nhau được nữa rồi. Tuy nhiên sắp tới cả hai vẫn có thể giữ được liên lạc với nhau. Nhưng khoảng cách này thì làm sao cho mối quan hệ không thể nào có thể tiến triển thêm được nữa. Ngồi trên chuyến xe dài, Liễu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Liệu cái chuyện đổ vỡ tình cảm lần trước nó có phải đã làm cho cô quá e dè rồi hay không? Càng nghĩ, Liễu càng cảm thấy bản thân tiếc nuối và cuối cùng, cô cũng đưa ra cho mình một quyết định hết sức táo bạo. Liễu đứng lên, hướng về phía bác Tài rồi gọi to. "Bác gì ơi, cho cháu ngừng ở đây ạ?" À? đúng liễu quyết định sẽ quay trở lại thổ lộ hết tình cảm trong lòng của mình ra châu không đi tìm cọc thì cọc đi tìm châu vậy có được người tốt và hiền lành như minh thì đâu có dễ dàng gì bước xuống xe thì trời cũng tối hẳn rồi liễu cũng không thèm báo cáo cho minh biết trước bởi cô muốn tạo cho anh một sự bất ngờ lớn nhất đợi chừng nửa giờ đồng hồ thì liễu bắt được một chiếc xe thồ để quay ngược lại bản về tới nơi, cô đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. 9 giờ rồi. Giờ này chắc anh ấy đang ngủ. Nghĩ thế, nên Liễu bước một cách hết sức rón rén vào bên trong sân trường. Đứng trước cửa căn phòng của mình, cô khẽ đưa tay lên gõ cửa. Anh Minh. Anh Minh ơi. Thế nhưng, sau tiếng gọi của cô thì bên trong không có ai trả lời cả. Nghĩ Minh đang ngủ, nên liễu đã gọi thêm mấy tiếng nữa kết quả vẫn như cũ và rồi cô chợt nhận ra cánh cửa nhà minh không có được đóng hay khóa lại mà chỉ khép hờ với một người cẩn thận như anh ta thì đây là một chuyện hết sức khó xảy ra sự tò mò nổi lên làm cho liễu mở cánh cửa phòng ra rồi từ từ bước vào trong trong căn phòng nhỏ trước mặt liễu không thấy minh đâu cả cái ngọn đèn treo trên tường không có sáng quá nhưng cũng đủ để cho cô biết trong phòng này hiện không có ai. Ơ, à, Minh, anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Liễu móc điện thoại ra gọi cho Minh, đáng nói hơn là anh không nhấc máy. Sự im lặng này có phần khiến cho cô cảm thấy có phần hơi chút khó chịu. Nhưng không thể làm gì hơn, Liễu đang ngồi xuống ghế và chờ đợi mà thôi. Và rồi trong lúc ấy, Liễu thoáng thấy được bên dưới gầm giường của Minh đang có một thứ gì đó lộ ra. Ừ? Cái gì thế nhỉ? Liễu nhíu mày, từ từ cúi sát người xuống dưới rồi quan sát, không mất quá nhiều thời gian để cô có thể nhận ra được đó là một chiếc chăn. Nhưng đáng nói hơn, nó không phải là nằm trên sàn nhà như lúc đầu Liễu nghĩ, mà nó giống như là bị kẹp vào sàn nhà vậy. Thế là cô nhanh chóng kéo chiếc chăn ra để xem nó bị kẹt vào thứ gì hai mắt của liễu mở to ra và có phần thoảng thốt bởi cô nhận ra chiếc chăn kia bị mắc kẹt vào một cánh cửa gập dưới sàn nhà cánh cửa này khiến cho cô liên tưởng tới việc có một căn hầm ở bên dưới và đúng thật là như vậy đó chính là một căn hầm tất nhiên là liễu không thể kim nén được sự tò mò của bản thân mình rồi cô quyết định mở cánh cửa ra thử xem bên dưới đó là gì những âm thanh lạch cạch vang lên khô khốc liễu em làm gì đấy một giọng nói vang lên sau lưng liễu quay ra sau và không khó để nhận ra người đó chính là minh cô nhảy miệng cười ờ à, em thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì liễu đã bị minh giơ một khúc cây gỗ rõ to đập thẳng vào gáy trước khi ngất lịm đi cô chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi im bặt liễu tỉnh dậy cô nhận ra mình đã bị trói nghiến cả tay và chân vào với nhau liễu cũng không biết mình đã ở trong cái tình trạng này bao nhiêu lâu nữa cơ thể của cô đau nhức mỏi rã rời nhưng rồi khi cặp mắt đã bắt đầu quen dần với thứ ánh sáng xung quanh thì liễu đã giật mình nhận ra nơi cô đang ở là một cái tầng hầm bằng đất tuy nhiên nó lại được trang bị như một căn phòng vậy không những thế liễu không phải là người duy nhất ở trong này mà phía đối diện còn có một cô gái nữa trông trang phục của cô ta mặc trên người thì liễu lờ mờ đoán được đây là một cô gái dân tộc bản địa ở trong vùng nhưng tại sao hai người lại ở đây rồi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy hành động của minh khi tấn công cô lúc nãy là gì có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của liễu lúc này và cô không phải chờ đợi quá lâu khi mà từ trên cái cầu bậc thang gần đó mình lững thững đi xuống, trông thấy cô, anh nhảy miệng cười. Liễu, em dậy rồi à? <laughs> Minh, anh, anh làm gì vậy? mau mau thả tôi ra. <laughs> anh có làm gì em đâu mà thả? Ai bảo em quay lại làm gì? Anh tưởng em đã về đến nhà, chăn nấm đệm êm rồi chứ? Liễu đưa mắt nhìn qua phía chỗ người con gái kia, và cô như chết điếm khi nhìn thấy trong đống đồ đạc lộn xộn sắt vách đất có một cái lục lạc được buộc bằng chỉ ngũ sắc trông rất sặc sỡ đầu của liễu bắt đầu lật lại trí nhớ và rồi cô nhận ra đây chính là thứ đồ mà lần trước đi phiên chợ ngọc đã mua nếu như vậy thì minh bước tới gần hơn anh ta đưa tay cầm lấy cái lục lạc kia rồi giơ lên ừ, sao có nhận ra nó hay không anh anh <laughs> Tính ra Ngọc nó khỏe lắm đấy Phải vất vả lắm Mới đè nó xuống được Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó cả Cơ thể của nó ngon lành lắm Vòng nào ra vòng đấy chứ <laughs> Liễu gần như chết lặng người đi Bởi những gì Minh nói đây Nó quá kinh dị đối với cô Minh Minh Tại sao anh lại làm như vậy Những người này có tội tình gì với anh chứ Minh phì cười. Anh ta ngồi xuống chiếc giường bên cạnh cô gái kia, đưa tay vuốt vuốt lên mái tóc. Lúc này thì cô gái vẫn chưa tỉnh. Minh hít một hơi, bắt đầu kể lại cái câu chuyện của bản thân mình. Năm tháng trước, thời điểm mà Minh mới về đây, anh gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập với cuộc sống vùng cao này. Và cũng chính lúc đó, anh tình cờ đã gặp được Nhung, cô con gái của ông trưởng bản cô hết sức giúp đỡ anh và vô tình sự giúp đỡ ấy lại khiến cho minh hiểu nhầm là tình yêu và rồi đến khi minh biểu lộ tình cảm của mình thì ngay lập tức đã bị nhung cự tuyệt cô cũng không qua lại chỗ của anh thêm một lần nào nữa tất nhiên là chuyện này không có ai biết rồi còn minh anh đã nung nấu trong người lòng thù hận cao ngút không những thế lâu lâu minh lại trông thấy nhung ở ngoài đường những lúc như vậy anh thực sự muốn lao đến cấu xé hành hạ cô cho thỏa cơn tức giận cơ hội của minh cuối cùng cũng đã đến anh lợi dụng luôn cái việc thần cóc hiền linh theo lời của ông thầy mo nói trong cái buổi lễ làng mà đã ra tay bắt cóc rồi sát hại nhung trời ơi liễu thốt lên cả người của cô run bần bật không thể nào tin được một người như minh lại là một kẻ sát nhân được nhưng cô cũng nén cơn sợ hãi của mình mà chất vấn. Vậy những nạn nhân còn lại, họ có thù án gì với anh? <laughs> mình tiếp tục cười. Tôi quên nói cho cô biết, từ sau khi giết Nhung xong, tôi như bị nghiện cái cảm giác cầm nắm cái sự sống của người khác trong lòng bàn tay mình. Hơn nữa, nghe tiếng kêu rên thảm thiết khi bị cắt gân chân, nó sướng lắm. Nghe nó đê mê lắm. Anh! Anh là một con quỷ Màu thả tôi ra Thả tôi ra Nếu không gia đình tôi biết được Tôi mất tích như vậy Thì chắc chắn là sẽ đi tìm đấy Còn báo luôn công an Bởi họ không tin vào thần cóc kia đâu <cười> Minh cười lớn Móc trong người ra chiếc điện thoại của Liễu Rồi nói Này Cô tưởng tôi là con nít hay sao Cô đã ở trong hầm này gần 2 ngày rồi đấy Nhưng mà chẳng ai có thể gọi điện được cho cô cả bà Giang không có điện thoại thì không nói. Nhưng còn cha mẹ cô không gọi, tức là họ không biết cô về. Mà cho tới lúc biết rồi, thì cô đâu có thể làm được gì nữa chứ. <laughs> Trời ơi, đồ quỷ, anh là một con quỷ, mau thả tôi ra, thả tôi ra, đồ quỷ dữ. Có vẻ như câu mắng chửi của Liễu không có quá nhiều tác dụng đối với mình. Thậm chí anh còn vỗ tay ra cái vẻ thích thú lắm nữa. <laughs> Cảm ơn cô đã quá khen Nhưng tôi vẫn không hiểu Tại sao cô lại quay trở lại đây chứ <laughs> Tôi Tôi Liễu làm sao có thể nói Cô có tình cảm với Minh được chứ Cô chỉ biết chố ánh mắt Đầy oán hận của mình lên nhìn anh ta mà thôi Và chắc giờ đây Cô đang hết sức hối hận Với sự lựa chọn của mình À à à Tôi hiểu rồi Cô có tình cảm với tôi phải không Minh tiếp tục hỏi nhưng cái câu hỏi này lại hết sức chính xác. Tùy Liễu không trả lời, nhưng Minh nhận ra sự xác nhận trong ánh mắt của cô. Minh ngay lập tức lao tới, ngồi phục trước chỗ của Liễu. Này, thế thì tốt rồi. Tôi nghĩ cô sẽ không giống với mấy đứa con gái thối tha kia đâu nhỉ. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau. Tôi chồng cô cũng xinh đẹp lắm đấy chứ, xứng với tôi lắm đấy. Minh vừa nói, vừa đưa tay mân mê cái gương mặt của Liễu cô nhân lúc ấy thì nghiến răng cắn thật mạnh vào tay của minh nhất thời không có phòng bị nên minh không có kịp rút ra kết quả là ngón tay của anh ta gần như đã đứt lìa đau đớn minh trận mắt tát liễu mấy cái liền vừa tát anh ta vừa chửi bằng những từ ngữ hết sức tục tiễu tiếp đến minh đem vải buộc miệng của liễu lại vừa khiến cho cô ta không thể cắn cũng như là la hét làm kinh động những người khác liễu òa lên khóc nức nở cơn đau cộng với sự mệt mỏi làm cho cô thiếp đi tỉnh dậy lần thứ hai thể trạng của liễu có vẻ đã khá hơn tuy nhiên cô lại phải đối mặt với một nỗi sợ khác đó chính là lúc này đây mình đang quan hệ tình dục với cô gái kia mà không phải gọi là anh ta đang làm chuyện ấy với thi thể của cô ta thì đúng hơn hai mắt của cô gái đã trợn trắng thân thể thì cứng đờ chưa hết những vết cắt ở tay và chân cho liễu biết gân ở những chỗ ấy đã bị rút ra không có bất kỳ một từ ngữ nào có thể biểu lộ rõ được cái sự kinh hãi trong đầu của liễu lúc này cả cô chỉ biết cố gắng nhắm thật chặt mắt của mình lại mà thôi còn về phần của minh sau khi hành sự xong anh ta đứng dậy kéo quần bước tới phía của liễu mà thì thầm liễu này cô yên tâm nhé cô sẽ được chết sớm thôi ai bảo tôi muốn tốt cho cả hai mà cô không nghe cơ chứ mà tôi cũng không hành hạ cô nhiều đâu gần trên chân tay cô tôi cũng sẽ không động đến thế nào đã vừa ý rồi chứ liễu không nói được nhưng cái ánh mắt đầy căm thù này của cô cũng đủ khiến cho minh biết được cô sẽ nói gì anh ta lại một lần nữa đưa bàn tay của mình lên vuốt ve liễu cô nhận ra nó đang được băng bó chắc là do vết cắn của cô lúc trước nhưng hiện giờ liễu có muốn cắn nữa cũng không được cả người cô bây giờ thực chẳng khác nào là một con vật tội nghiệp đang chờ đợi giây phút bị đưa vào trong lò mổ cơ chứ mình hít một hơi thật sâu rồi thở phà vào trong mặt của liễu thôi tôi phải đi có việc rồi giờ cô ở lại nghỉ ngơi đi phải ngủ nhiều thì mới cảm giác được sự sảng khoái chứ mà này lúc tôi làm chuyện ấy với cô tôi vẫn để cho cô sống mà hưởng thụ cái cảm giác sung sướng sao thấy tôi tốt chứ nói tới đây thì minh đứng dậy bước tới vác cái thi thể của cô gái kia lên trên vai của mình rồi lững thững leo lên trên bậc thang để lên trên mặt đất liệu có thể chắc chắn được tiếp đến xác của cô sẽ bị vứt bỏ trong cánh rừng nào đấy rồi cứ như thế người ta cũng chỉ tưởng tượng ra vị thần cóc không có thật kia là thủ phạm nhưng đâu hay được chính kẻ tưởng chừng như hết sức trong sạch và đàng hoàng kia lại là một con quỷ cái chứ nói về Minh, việc vứt xác này của anh ta không phải là lần đầu tiên, cho nên chỉ một loáng Minh đã xử lý xong xuôi. Vẫn trên chiếc xe đạp cũ kỹ, Minh lọ mọ đạp từng vòng chậm rãi trên đường. Cái nụ cười trên môi vẫn không tắt đi một chút nào cả, nhưng anh ta cũng vẫn tự nhủ phải xử lý xong liễu cho thật nhanh gọn, chứ để gia đình của cô phát hiện ra thì nguy hiểm lắm. Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên một bóng người từ trong góc đã nhảy sổ ra hét lớn. Đi đâu đây? Qua cái ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin đội trên đầu, thì Minh có thể nhận ra được đây chính là ông trưởng thôn. Đáng nói hơn, trên tay của ông ta đang cầm một con dao nhọn hoắt, thoáng suốt bối rối, nhưng mình cũng đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Anh ta vờ niềm nở. À, chào ông trưởng bản, là tôi, Minh đây. Tự dưng ông lại đem vũ khí ra đứng ở đây làm gì vậy? Tôi bắt thần cóc Câu nói này của ông làm cho Minh như muốn phì cười ngay tại chỗ Nhưng không Anh nén lại Tiếp tục vai diễn của mình Ông cứ bình tĩnh lại đã Làm gì có thần cóc cơ chứ Thôi về nhà đi Trời khuya sương xuống Lại sinh bệnh nữa Ông trưởng bản im lặng một lúc Cặp mắt của ông quét một lượt từ đầu cho tới chân của Minh Và rồi ánh nhìn của ông ngừng lại Ở ngay vết băng bó trên đầu ngón tay của mình Cái gì thế À, minh nhìn xuống tay của mình Tiếp tục giật mình à, Không, không có gì đâu Chỉ là trong lúc nấu ăn Tôi bị bỏng nên phải băng bói mà Thôi cũng muộn rồi Tôi xin phép về nhà trước nhé Ngày mai còn lên lớp sớm nữa Không chờ cho ông trưởng bản trả lời Mình cứ thế đạp xe lướt qua Tuy mình đã đi vượt qua rồi Nhưng ánh mắt của ông vẫn cứ đau đáo nhìn theo Về tới nhà Minh không xuống tầng hầm để xem tình hình của Liễu mà vội tắt đèn lên giường đi ngủ. Bởi không biết có thật không, nhưng anh ta cứ có cảm giác mình đang bị ai theo dõi vậy. Và trong một góc tường bên ngoài cổng trường, đúng là có một cặp mắt hết sức chăm chú đang theo dõi mọi động tĩnh ở bên trong. Liễu lần thứ ba tỉnh dậy sau những lần tiếp đi trong đau đớn và mệt mỏi và sự thực là mỗi lần như thế cô đều mong ước rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng sự thật thì thường phũ phàng, ngồi trong cái hầm hôi hám, tràn ngập mùi máu và nước thải tanh hôi. Liễu bắt đầu nghĩ tới cái viễn cảnh sẽ tự chấm dứt cuộc đời của mình ở đây. Thế nhưng hiện giờ, ngay cả chết đi, cô cũng không thể nữa. Từng tiếng thở dài Liễu cất lên thì cũng là lúc cô cảm thấy bản thân của mình thực sự vô dụng. Sáng ngày hôm sau, mà Liễu cũng không chắc có phải là sáng hay không nữa. Cô chỉ thầm đoán bởi chiếc đồng hồ trên tay đang chỉ con số 7. Trong hầm không có chút ánh sáng mặt trời nào. Thứ tỏa ra ánh sáng duy nhất chỉ là một cái bóng đèn nhỏ xíu. Đang mông lung suy nghĩ thì Liễu giật mình, bởi cái tiếng động này chính là tiếng cái nắm cửa hầm được bật mở. Và rồi từ trên cái bậc thang mình bước xuống, vẫn với cái vẻ mặt hết sức vô hồn của mình anh ta hất hàm nhìn liễu rồi mở một chai nước suối mà đổ từ trên đầu của liễu đổ xuống <laughs> tắm táp chút đi cho sạch sẽ rồi vào việc nào liễu trừng mắt nhìn minh như thầm ước ngay lúc này đây nếu cô có, có thể thì sẽ lao tới cắn xé minh như kẻ thù mất nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi bởi liễu nhanh chóng trở về với thực tại khi minh bế thốc cô lên trên vai rồi thả xuống chiếc giường gần đó anh ta thè cái lưỡi ra liếm mép một cái như thèm khát lắm liễu thở dài tính tới thời điểm này thì cô đã chính thức buông xuôi rồi minh dụi đầu vào trong ngực của liễu rồi hít lấy hít để không ngừng lại ở đó bàn tay của anh ta tiếp tục mân mê khắp chỗ nước mắt của liễu vô thức tuôn ra cô thầm nhủ thôi thế là hết thế là hết rồi mình sẽ chết tại đây. Con xin lỗi ba mẹ. Cháu xin lỗi bà. <laughs> tiếng thét lớn lần nữa kéo liễu ra khỏi luồng suy nghĩ. Và tiếng thét vừa rồi là của Minh. Anh ta có vẻ đau đớn lắm. Không những thế, Minh còn đưa tay lên ôm lấy đầu mình nữa. Thứ gì đã khiến cho Minh thành ra như vậy? Câu trả lời nhanh chóng đã được giải đáp. Đó chính là ông trưởng bản. Ông dùng một thanh sắt dài rồi đập lên đầu của Minh không ngừng lại ở đó ông rút từ trong thắt lưng của mình ra cái con dao đi rừng nhọn hoắt quen thuộc thằng chó mày chết đi mày chết đi chỉ trong tích tắc ông lao tới ghì chặt minh xuống nền đất rồi cứ thế mà đâm minh ngớ người ra không hiểu anh ta vì quá sợ hãi hay bất ngờ mà chẳng hề có chút phản kháng nào cho đến khi minh nhận ra thứ gì đang đến với mình thì đã quá muộn nhận thêm vài nhát đâm nữa Minh hám miệng thều thào gì đó, nhưng rồi không rõ tắt thở, chết trên cái vũng máu lớn đang tuôn trào chảy ra. Liễu nằm trên giường, cô chứng kiến hết mọi chuyện vừa rồi. Ông trưởng bản đưa mắt nhìn cô, quệt đi mấy giọt máu trên mặt mình rồi nhếch miệng cười. Một tháng trôi qua kể từ ngày xác của vị thầy giáo đáng kính trong bản được tìm thấy trong bỉa giường, cũng như những lần trước, gần tay gân chân của anh đã bị rút hết còn khắp người thì nát bấy tuy nhiên đây cũng chính là lần cuối cùng bởi không có thêm một vụ hiền linh nào nữa của thần cóc mọi người nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình tuy nhiên vẫn hết sức cẩn thận không dám đả động hay mạo phạm tới vị thần này quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề phạm điều thiêng của tác giả khả hân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau